Cho nên Phật giáo sau khi truyền đến Trung Quốc nhận được sự đón nhận phổ biến của triều đình và dân chúng. Đế Dương đích thân chủ trì giáo dục Phật Đà. Thế là giáo học của Khổng Mạnh và giáo học của Phật Đà đồng thời phát triển ở Trung Quốc. Hiệu quả của giáo học Phật giáo đã vượt qua nhà Nho. Nguyên nhân ở đâu? Là vì sự giáo dục của nhà Nho thuộc về một bộ phận phụ trách dưới quyền của thừa tướng, gọi là bộ giáo dục. Thuộc về sự quản lý của thừa tướng, sự giáo dục của Phật giáo do đích thân Đế Dương nắm giữ. Người Trung Quốc luôn cung kính hoàng đế hơn so với thừa tướng, vì vậy đích thân chính hoàng đế chủ trì phổ biến nên hiệu quả hơn. Sự giáo học của nhà Nho. Ngàn ngữ Trung Quốc có câu: nhà nhà quán Thế Âm, hộ hộ Di Đà Phật. Điều này là do sự hộ pháp của Đế Dương. Nhà Nho và nhà Phật dạy người điều gì? Đều là dạy cho người hiểu rõ quan hệ giữa người với người. Hiểu được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là cát, thế nào là hung. Vậy bạn có năng lực, có trí huệ phân biệt chân vọng, phân biệt tà chánh, phân biệt thiện ác, phân biệt đúng sai lợi hại. Là vậy chúng ta điều này. Ngày nay chúng ta đọc Cảm Ứng Thiên là của đạo giáo. Sự giáo học của ba nhà Nho Thích Đạo đã đặt nền móng cho văn hóa Trung Quốc. Từng câu từng chữ được nói trong Cảm Ứng Thiên đều là tiêu chuẩn của các vùng hòa phước. Hôm nay chúng ta học đến đây là đoạn tổng kết rồi. Chỗ này nói đến thiện và ác chính là những điều mà kinh văn phía trên đã nói đến. Văn tự không quá nhiều, chỉ có hơn 1.700 chữ nên dễ dàng thọ trì. Cần phải học thuộc lòng. Mỗi khi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm cần phải nghĩ xem có tương ưng với tiêu chuẩn thiện ác được nói trong Cảm Ứng Thiên hay không. Nếu như là ác thì không được phép nghĩ đến, không được phép nói, không được phép làm. Nếu như là thiện thì nên nghĩ đến, nên nói ra, nên thực hiện. Thế giới ngày nay loạn rộn. Sau khi nhà Mãn Thanh bị lật đổ, nhà nước quốc dân được thành lập, nhưng vô cùng bất hạnh là chính sách giáo học truyền thống mấy ngàn năm của Trung Quốc cũng bị xóa bỏ theo. Học theo mở cửa tự do dân chủ của người phương Tây. Mở cửa tự do dân chủ là gì? Là mọi người có thể nghĩ ngợi lung tung, có thể nói sằng nói bậy, có thể làm sằng làm bậy. Đây chính là mở cửa tự do dân chủ. Đây chính là điều hôm nay chúng ta đọc: nói ác, nhìn ác, làm ác. Không chỉ là 3 năm, sau khi nhà Thanh bị lật đổ đến nay đã gần 100 năm rồi, sắp phải chín tổng nợ rồi. Ở vào độ tuổi này của tôi, khi còn là trẻ nhỏ, còn được tiếp xúc với một chút giáo dục thánh hiền, còn có vài cụ già giảng nói cho chúng tôi hiếu đệ trung tín, còn giảng vài câu về ngũ luân bát đức. Thank you.
Thế nhưng sau khi kháng chiến thì không có người giảng nói nữa rồi. Trước khi kháng chiến còn có một vài cụ già nói những giáo huấn này. Khi đó chúng tôi học tiểu học, học trung học, thầy giáo vẫn còn thường xuyên giảng. Chúng tôi có nghe được một chút, ngày nay ở trường học không còn nữa rồi. Trong gia đình cũng không có, bị hủy diệt triệt để rồi. Cho nên rất nhiều nhà tôn giáo nói đến ngày tận thế, đây chính là dấu hiệu của ngày tận thế. Có thể tránh khỏi được không? Có tai họa lớn ở ngay trên đầu rồi. Tai họa này có từ đâu đến vậy? Chính là do từ nói ác nhìn ác làm ác của chúng ta, là từ đây mà có.